bán rồi. Ừ. Bán hồi nãy rồi, nãy mới lên. Ừ. À hồi nữa là ý là kêu chờ ai làm hay là em định làm lắm mà. Em kêu sang đây coi tình hình. Để quay à. Hai ông đi lặng lẽ. Làm sơ đi, làm sơ đợi đi. Tại vì ông bán nó làm mặt hắn quay cũng được được. Thì hồi nữa em cũng đăng thắng một lần rồi, có mấy lần đoàn bận. Không thì xí cái em qua cái em làm cái hậu quay cho em. Quay xong đi đã. Còn khách mình nữa đâu, đâu có khách mình nữa đâu. Ừ. Em kêu sang coi bộ bên em nhiều không, quay lại hút hút một bên sang tám. Ôi ta không có áp lưới rồi nè. Quay à. Thế chị không thích à? Đau à, lấy nghe. Con đi con à. Phải bạn làm bài ngủ về trễ với lại đi chơi nên là ăn hơi đằng vặt nên nó hơi nổ nổ lên vài cục lại. Xong. Đi dù đây chứ. Trên ngoại nên là con không có mặc chung đồ. Ừ. Nhưng mà anh con thay rồi mà con Phương ơi. Chứ có thay vì con lên ngoại không mày. Ơi chị đang làm chi á? Nói gì không nghe luôn người ta. Hả ký được rồi à. Ấy là chị đang quay video á, xíu nữa chị gọi lại. Ok. Nhưng ông ký hợp đồng được rồi. Ông báo cho mình vui lắm. Đúng đúng mình cha này. Chị là lại chứ không lại dư. Chị là. Hử? Cái này mà trắng mà dẹt chứ vừa mà đang chị dẹt. Dẹt thấy con vừa. Kéo gì? Ráng. Ừ. Không mà nhỏ quá đáng chị nè. Thôi bữa nay ta giảm cân lại, tụi bay đừng có ăn uống, đừng có treo ta nữa nghe. Dạo này hơi bị mập thành heo rồi. Đi là đứa mông cũng phải nấu giờ hết, cho chị Loan đừng có ăn. Ok. Chứ đừng có làm ra ngoài bày ra rồi chị Loan ngồi qua ăn rồi. Chết. Ta mới cần phải uống thuốc giảm cân. Chị mà như em thì là em lại ăn nữa. Em nghĩ chị em dạo này ăn đầy miết nè. Cái giảm khuya kìa cái ăn mà cứ thèm ăn với phải thịt chát. Em như hồi em mong em có một cảm giác thèm ăn nè. Em ăn cho có chất cho ông ăn hụt hương đi. Chờ em lăn ra nhát ăn đây thôi. Ờ, tự nhiên anh em không thấy cái ngon nữa chị. Rồi ăn chị cái này nhờ nhờ nhờ. Thấy mệt hơn.
sơ đi, quay trước đi. Đang đỡ mất thời gian, chị cũng đau cổ quá nè. Cái cổ gì mình ngồi mình cúi gì à? Do cái cổ vậy nè, bị đau nặng luôn á. Đau dã man. Làm đủ tiền cho vậy. Thì mãi bữa bên này sợ cái này nguy hiểm lắm. Từ từ chứ mô mà nghe mi ơi. Ủa trở lên hồi lâu rồi mà, hồi 4 giờ á. Rồi. Đi biển. Trở không lên sớm thì sợ. Không biết có đem đồ gì hắn để tắm biển không trời, không thì lấy đồ đại của đứa kia, không bị này tính nào không chu đáo gì trời, đừng nó không đem bộ đồ mua cho con. Nhưng mày có biết đi biển không? Biết chứ, biển nữa thôi chị, nhiều khi họ quên đó chị. Ừ, chắc là quen. Em nói ra anh mới nghĩ ra luôn á. Anh mới thấy em quen luôn. Nhiều khi tính là đi lấy á, nhưng mà chặt quần quần nè. Quên cho anh. Không chú đáo đi mất độ nữa nè. Đông mà biển đông. Chị mà buổi chiều nó đi ra biển chui. Hồi dịch thì thôi. Rảnh không mà không được đi đâu. Rồi em ăn xong rồi em ơi.